Xin kính chào quý vị khán giả. Đúng như chúng tôi đã thông tin trong các bản tin dự báo thời tiết trước, đến chiều ngày 7 tháng 4, bộ phận không khí lạnh đã ảnh hưởng đến thời tiết một số khu vực vùng núi cao của tỉnh Hà Giang. Đêm 7 tháng 4, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến vùng núi thấp và núi đất phía tây của tỉnh. Do ảnh hưởng của không khí lạnh, các khu vực trong tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Nhiệt độ cao nhất các khu vực giảm từ 8 đến 10 độ C, trời chuyển lạnh, vùng núi cao trời chuyển rét. Đặc biệt đáng lưu ý, trong những ngày qua, nền nhiệt các khu vực trong tỉnh luôn ở mức cao, nên khi không khí lạnh tràn về sẽ khiến mây dông phát triển mạnh. Nhiều khả năng sẽ gây ra các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như tố lốc, mưa đá, nhất là ở các huyện thuộc khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, huyện Quang Bình, Hoàng Su Phì, Xín Mần và Bắc Mê. Đài khí tượng thủy văn tỉnh Hà Giang cảnh báo để các địa phương trong tỉnh chủ động phòng tránh các dạng thiên tai nói trên, đặc biệt là vào chiều tối và đêm 7 tháng 4. Ngay sau đây sẽ là những thông tin về dự báo thời tiết đêm 7 ngày 8 tháng 4 năm 2015. Tại khu vực công viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn, khu vực này trời nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 12 đến 14 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 16 đến 18 độ C, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực di tích quốc gia ruộng bậc thang và vùng núi đất phía Tây, khu vực này trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 16 đến 18 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 20 đến 22 độ C, độ ẩm trung bình 90%. Khu vực vùng núi thấp trời nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trong cơn dông đề phòng tố lốc, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 17 đến 19 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 21 đến 23 độ C, độ ẩm trung bình 90%. Bản tin thời tiết tỉnh Hà Giang đêm 7 ngày 8 tháng 4 xin được kết thúc tại đây. Một lần nữa chúng tôi xin được nhắc lại thông tin cảnh báo thời tiết nguy hiểm do các hiện tượng tố lốc, gió xoáy, mưa đá có thể xảy ra trong đêm 7 tháng 4. Các địa phương và người dân cần hết sức cảnh giác và chủ động phòng chống các hiện tượng thời tiết nguy hiểm này. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn và xin kính chào tạm biệt.